Ngày 3 tháng 11, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc nghỉ Tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024. Cụ thể, Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết âm lịch từ ngày 8 tháng 2 năm 2024 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024, tức từ ngày 29 tháng Chạp năm 2023 đến hết mùng 5 tháng Giêng năm 2024, và nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 31 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày 3 tháng 9 năm 2024. Như vậy, năm 2024 nghỉ Tết âm lịch 7 ngày, nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông báo cho các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp, người lao động về việc nghỉ Tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024.